Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của chiều ngày thứ bảy nha anh em, ngày 28 tháng 10. Hôm qua là em có đăng một top Peru Plus 9 đó, trống mái đó. Có mấy anh nói anh muốn kiếm một con trống thôi, một hai con trống về để anh lai tạo cảnh độ ha. Mà ngày hôm qua thì em sẵn em lên clip thì cái anh kia anh đã chốt về để anh gia công rồi. Nên em phải giao đúng con gà trống đó thì anh mới chịu. Nên chiều nay là chiều theo ý của anh em ha. Bắt hai con quay lên cho anh em xem luôn đó, cặp trống hết nha anh em ha, cứ 2 triệu một con, giá trên là bao ship về tận nơi chỗ anh em luôn ha, về tận tỉnh của anh em, tận huyện luôn, nếu mà có thể là về tận nhà anh em luôn á. Chỉ có anh em ở trong đường mà ít xe qua lại hoặc là đi bằng đò thì em chịu ha, còn ở đâu em cũng cố gắng em giao gần nhất cho anh em, tiện nhất cho anh em luôn ha. Trạng trưởng thành của những con này là ngót nghét gần 4 kg nha anh em, chẳng lớn ký cực kỳ luôn, cha mẹ gà nhập. Quay trên clip thì anh em nhìn về đó, còn ở ngoài này anh em thấy không, em để với lại những con gà ACU mà cắt nó mấy ngày thôi á, mà anh em nhìn nó to hơn hẳn không đó. Gen của mấy con này rất là mạnh nha anh em, ví dụ như anh em bỏ vô con mái bình thường đi, đổi với con này đi thì tới 7 con gà là nó ra mặt đen nha anh em. Cái gen mặt đen này nó mạnh và nó đưa cái chặng gà con của anh em á lên số ký rất là lớn nha anh em, gà lớn ký lắm, khung xương tốt ha. Rồi, ai comment thì alo em ha, giá 2 triệu con nha anh em, chào anh em.